kính mời quý vị cùng đến với bài Bên Hồ Thác Bà của tác giả Dương Mộng Long. Một năm sau khi miền Nam thất thủ, hàng ngàn sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã bị lưu đày lao động khổ sai nơi làng đá, cẩm nhân, đầu nguồn Hồ Thác Bà, Yên Bái, Hoàng Liên Sơn. Sau đây là một chuyện kể về đời tù nơi ấy năm 1977. Tháng 5, trời không còn lạnh lắm, hoa đậu phộng đã rụng, râu bắp đã teo, nhưng mùa màng chưa thu hoạch. Đối với những người tù cải tạo trong trại T4 Cẩm Nhân thì mùa này ngày dài hơn, cơn đói cũng kéo dài hơn. Nơi khúc quanh con lộ đá, sát mé nước, hồ thác bà có một bãi tăng gia sản xuất cải thiện đời sống của bộ đội thuộc đoàn 776 cộng sản dường bắp nơi đây tốt giống tốt nước nên trái nào trái nấy to tròn mập mạp thấy phát thèm dường bắp xanh tươi này là kết quả công lao khó nhọc gieo trồng dung xới của dạy binh trại 4 một ngày giờ đứng bóng có một anh tù đứng bên đống lửa hồng đang ngùng ngục cháy bên triền đồi. Anh ta dội vàng nướng những trái bắp non. Bắp anh đang nướng chính là bắp ăn trộm từ giường ngô bên mé nước. Những bản tù dắt củi đi ngang qua khúc quanh đều được anh ném tặng một hai cái bắp nướng. Nóng hổi, thơm ngon, ngọt liệm. Không ai nhìn rõ mặt anh tù vô kỷ luật đó vì anh ta đội nón sụp tới mắt mặt và cổ anh lại quấn một vuông khăn đen mặc dù trời không lạnh anh ta khôn lanh đứng giữa khoảng trống có thể quan sát tới khúc quanh rẽ vào trại bốn đồng thời nhìn rõ cả những bóng người di chuyển nơi cổng trại chính bờ bên kia sau lưng anh là rừng già bìa rừng già có một nhà sư ẩn mình canh gác cho anh nhiều người biết nhà sư này là cựu đại quý Lê Thái Bình, tuyên quý Phật giáo của tiểu khu Phú Bổn. Những người tù giác củi về sớm không được phép nhập trại, họ phải tập trung nơi chuồng lợn, cách trại chừng 200 mét, chờ tới hết giờ lao động. Không rõ có anh ăn tên nào lẻn vào văn phòng, báo cáo gì với cán bộ trại hay không nhưng gần một chục tay súng AK đã học tốc dội dã chạy ra bờ hồ truy lùng anh tù phá hoại. Họ ổn công thôi, tìm anh ta không được đâu. Anh phá hoại nhanh như treo, chẳng thế mà cựu trung tá Nguyễn Công Luận khóa 12 võ bị ở tù chung láng 11 với anh ta đã gắn cho anh ta cái biệt danh con bèo trại bốn. Hôm đó toán vệ binh chỉ nhìn thấy trên triền đồi một bếp lửa lớn đang cháy hừng hực và một đống bắp chưa kịp nướng. Dưới chân đồi bên con đường mòn nằm trơ hai trái bắp vừa mới nướng xong, vỏ còn bốc hơi. Hai trái bắp này được ném cho anh tù cải tạo tên là Nguyễn Hữu Sủng, cựu đại quý an ninh quân đội. Anh Sủng không dám lượm bắp ăn vì anh là một tín đồ thiên chúa rất ngoan đạo, cho dù lúc đói bụng muốn chết, anh vẫn sợ phạm tội với Chúa. Toán bộ đội hâm hở lùng sục phạm trường. Ngón nghề của người trộm bắp quả thực là quá khéo tay. Cả trăm trái bắp non bị hái mang đi, không dấu vết. Anh trung quý cán bộ quản giáo tên Thu giận quá, nghiến răng trèo trèo. Đúng là quân phá hoại, ông mà tóm được mấy thằng này, ông dần cho hộc máu. Toán vệ binh đứng bên đóng bắp cao nghẹo bên đường, tiếc ngẩn ngơ. Trên không có đám mây ngàn hờ hững chứng kiến. Bên hồ, vài con trâu trầm mình trong bùn, dãy đuôi đuổi rồi, mắt lừ đừ. Biết hỏi ai để tìm ra kẻ phá hoại bây giờ. Mười phút sau, toán bộ đội đành rút lui về trại. Buổi chiều, đoàn tù giác củi theo chân nhau vào cổng dưới đôi mắt soi mói của anh trung quý quản giáo diệt cộng tên thu quản giáo thu lục túi từng người kiếm cái khăn đen chẳng ai có cái tan vật màu đen ấy cả tối đó cựu đại quý an ninh quân đội nguyễn hữu sủng lẻn vào láng tư ngồi cầu nguyện bên chân linh mục khổng tiếng giác cựu tuyên quý của cụ diệm cha giác cũng bị giam ở trại này anh sủng hỏi cha cha ơi con đói quá nếu con ăn trộm một trái bắp của trại ăn cho đỡ đói thì con có phạm tội không cha cha giác ôn tồn con ơi con là con của chúa bắp cũng là của chúa con ăn bắp của chúa để cứu cái thân con của chúa thì con có tội tình gì đâu những ngày sau đó trong hàng ngũ những kẻ phá hoại giường sắn, khoai lang, rào đậu của cán bộ có thêm hai hung thần nữa. Đó là cựu đại quý Nguyễn Hữu Sủng và người bạn tù nằm kế bên anh, cựu đại quý tuyên quý tinh lành sư đoàn hai bộ binh, mục sư Võ Ngọc Thiên Lộc. Một năm sau, năm 1978, Tây ăn trộm bắp trốn trại lần thứ hai, lại thất bại, lại bị cùm lại bị cán bộ cộng sản đánh cho hộc máu, rồi lại bị còng tay, tống lên xe, chuyển sang trại mới. Tới trại Phú Sơn 4, Thái Nguyên, bạn bè cũ gặp lại nhau. Có người hỏi anh ấy rằng, ngày đó, cái khăn đen anh giấu đâu? Anh ta, biệt động quân Dương Mộng Long cười hì hì, tiết lộ rằng anh đã dắt cái khăn đen dưới mái chuồng trâu nhà một người dân tày dưới chân dốc ngàn, xa ngoài cổng trại. Anh chỉ lấy khăn ra khi hành nghề ăn trộm, cứu giúp bạn tù đang đói. Xong việc, anh lại giấu cái khăn vào nơi cũ. Khi đi trốn trại lần thứ hai, dội quá, anh không kịp đem cái khăn theo. Không rõ mấy chục năm qua, cái khăn đen có còn nằm dưới mái chuồng trâu nhà Tày nơi cuối dốc ngàn hay không. Nhưng chắc chắn, cái khăn đen đó vẫn chưa quên người. Vì người vẫn còn nhớ khăn. Ghi chú Hiện nay, tháng 4 năm 2024, các nhân vật có tên trong truyện này đang cư ngụ trên đất Hoa Kỳ. Dương Mộng Long ở Seattle, Washington. Lê Thái Bình ở Garland. Nguyễn Hữu Sủng và Võ Ngọc Thiên Lộc ở Westminster, Cali. Kính thưa quý vị, quý vị vừa nghe xong truyện bên hồ thác bà của tác giả dương mộng long xin cảm ơn tác giả và cũng cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi bài viết này hẹn gặp lại quý vị ở những bài viết kỳ sau cùng với kênh nam hòa